Trọng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Sức khỏe là vàng, thay đổi nguồn nước, thay đổi cuộc sống. Một thiết bị y khoa Nhật Bản. Hôm nay ngày 30 tháng 6, mời quý vị cùng theo dõi một số bản tin từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona, đóng cửa các quán bar, phòng tập gym, rạp chiếu phim, khu giải trí nước, thả phao và cấm các chương trình tập trung trên 50 người. Trì hoãn ngày nhập học trở lại. Bầu cử tại Arizona và các tiểu bang. Tin California, các khu vực thu nhập thấp ở California có nhiều khả năng bị nhiễm virus. Tình hình các quận của California mở cửa trở lại. Tin Pennsylvania, các trường hợp mới nhiễm coronavirus được đánh giá nhẹ ở Pennsylvania. Đeo khẩu trang là bắt buộc ở các trung tâm thương mại của Pennsylvania. Tin Washington DC, kỷ niệm lễ độc lập July 4 tại nhà, thị trưởng DC nói về kế hoạch bắn pháo hoa của tòa Bạch Ốc. Hạ viện bỏ phiếu chấp thuận để biến Washington DC thành một tiểu bang. Tin Hoa Kỳ, tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu bỏ phiếu qua thư của đảng Dân Chủ. Người sáng lập BET Robert Johnson chế giễu đám đông kéo xuống các bức tượng, gọi chúng là những kẻ vô chính phủ biên giới. Và giờ này, mời quý vị cùng theo dõi một số bản tin của các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona, đóng cửa các quán bar, phòng tập gym, rạp chiếu phim, khu giải trí nước, thả phao và cấm các chương trình tập trung trên 50 người. Tin từ văn phòng thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey, nhằm hỗ trợ việc ngăn chặn sự lây lan siêu vi khuẩn Vũ Hán, thống đốc ra sắc lệnh đóng cửa các quán bar, phòng tập gym, rạp chiếu phim, khu giải trí nước, thả phao và cấm các chương trình tập trung trên 50 người. Hiệu lực từ 8 giờ tối thứ hai ngày 29 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 2020. Một số chương trình tập trung đông hơn 50 người phải được sự cho phép của thành phố hay quận với sự an toàn cách ly. Các hoạt động sinh hoạt khác vẫn bình thường. Công việc mua sắm, chợ búa hay các tiệm nail, nhà hàng vẫn hoạt động bình thường và vẫn cần giữ đúng các tiêu chuẩn yêu cầu vệ sinh. Kỳ hoãn ngày nhập học trở lại. Thứ hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, thống đốc tiểu bang Arizona Doug Ducey đã ký một sắc lệnh hành pháp. Kỳ hoãn ngày đầu tiên nhập học để học trực tiếp sẽ là vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Các trường học có thể tiến hành học từ xa nếu họ chọn mở trường trước ngày đó. Ngày dự tính trước đó cho các trường học là ngày 1 tháng 7 tới đây. Các trường học phải gửi dự án chuẩn bị cách phòng ngừa và khoảng cách cho Bộ Giáo dục. Bầu cử tại Arizona và các tiểu bang. Arizona sẽ có hai cuộc bầu cử, hay gọi là hai lần bầu cử. Lần bầu cử đầu tiên, gọi là lần bầu cử sơ bộ của Arizona, sẽ vào ngày 4 tháng 8. Mỗi tiểu bang có thể có ngày bầu cử sơ bộ khác nhau. Ngày hết hạn để ghi danh bầu cử sơ bộ sẽ là ngày 6 tháng 7. Lần 2 là tổng tuyển cử hay gọi là bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11. Ngày hết hạn để ghi danh tổng tuyển cử sẽ là ngày 5 tháng 10. Quý vị nào chưa từng bầu cử hay lâu nay chưa ghi danh bầu cử có thể ghi danh để tham gia bầu cử tại trang www.servicearizona.com/voter-registration. Nhớ in bản tổng kết để minh chứng mình đã đăng nhập thành công. Quý vị có thể yêu cầu gửi phiếu bầu về nhà và ngày 7 tháng 10 các phiếu bầu sẽ được gửi ra. Khoảng giữa tháng 10 sẽ có địa chỉ để đi bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể gọi vào 602-506-1511 để tìm ra địa chỉ nhà gần nhà mình nhất. Để ghi danh tại Arizona, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, là cư trú nhân ở Arizona và cư ngụ tại quận của mình ít nhất là 29 ngày trước cuộc bầu cử kế tiếp. Đủ 18 tuổi trước hoặc là vào ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử kế tiếp. Chưa từng bị kết án về tội phản quốc hoặc trọng tội
hoặc đã được phục hồi các dân quyền và chính trị. Hiện không bị tòa án phán quyết là người không được bỏ phiếu. Địa chỉ gửi thư: Secretary of State Election, 1700 West Washington Street, 7th Floor, Phoenix, Arizona 85007. Ngoài ra, các quý vị ở các tiểu bang khác có thể tìm phần ghi danh bầu cử của mình trong trang tnpchannel.com và vào phần bầu cử 2020 để điền đơn và biết thêm chi tiết. Tin California. Các khu vực thu nhập thấp ở California có nhiều khả năng bị nhiễm virus. Tin từ Anaheim, California, dữ liệu cho thấy hàng trăm ca nhiễm mới ở các khu dân cư đông dân có nhiều khả năng là nhà của những người có thu nhập thấp ở một quận California. Các quan chức y tế của quận Cam cho biết cư dân sống ở một số khu vực của Anaheim và Santa Ana có nhiều khả năng sống trong các gia đình đông người hoặc nhiều gia đình, và nhiều người trong số họ làm việc trong các chợ và nhà hàng. Các ca nhiễm bệnh và nhập viện trong quận đã tăng đáng kể trong vài tuần qua, phản ánh tình hình toàn tiểu bang, khiến thống đốc Gavin Newsom trong tuần này lên tiếng báo động. Ông kêu gọi quận Imperial tái lập lệnh ở nhà để giải quyết tỷ lệ cao các trường hợp dương tính và nhập viện. Tình hình các quận của California mở cửa trở lại. Với sự gia tăng của coronavirus, ít nhất 4 quận tại California đã tạm ngưng hoặc chuẩn bị quay trở lại kế hoạch mở cửa trở lại để ngăn chặn sự lây lan của siêu vi khuẩn Vũ Hán. Thống đốc Gavin Newsom kêu gọi một quận nông nghiệp gần biên giới với Mexico trở lại với thời điểm ở nhà. Ông Newsom cho biết, ông lo ngại về tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao về hệ thống bệnh viện căng thẳng của quận Imperial. Ông đã gửi về binh quốc gia để giúp đỡ. Ông cho biết, quyết định về lệnh ở nhà sẽ tùy thuộc vào quận, nhưng nếu họ không đồng ý thì tôi sẽ can thiệp. Trong khu vực vịnh San Francisco, thị trưởng của San Francisco đã dừng kế hoạch mở cửa lại vào thứ hai của các cửa hàng, cắt tóc, tiệm nail và các chuyên nghiệp khác. Trong khi các quan chức của quận Contra Costa cho biết họ đang xem xét lại kế hoạch mở cửa lại các quán bar, nhà hàng và phòng tập thể dục. Quận Marin sẽ cho phép các tiệm làm tóc và ăn uống trong nhà hàng tiếp tục mở lại vào thứ hai như dự kiến, nhưng đang theo trì hoãn việc mở lại các phòng tập thể dục, tiệm xăm, tiệm nail và massage. Mừng Trinh đến từ Pennsylvania xin kính chào quý vị khán thính giả. Tin Pennsylvania, các trường hợp mới nhiễm coronavirus được đánh giá nhẹ ở Pennsylvania. Harrisburg, Pennsylvania, các trường hợp coronavirus mới ở Pennsylvania đang tăng nhẹ. Có 600 trường hợp dương tính với COVID-19 được báo cáo vào thứ Sáu. Pennsylvania hiện có tổng cộng 84.370 trường hợp được xác nhận dương tính và 6.579 trường hợp tử vong. Trong các nhà điều dưỡng và chăm sóc cá nhân, 17.527 cư dân đã thử nghiệm dương tính với COVID-19. Trong tổng số các trường hợp tử vong của tiểu bang, 4.518 đã xảy ra ở các cư dân từ các cơ sở điều dưỡng hoặc chăm sóc cá nhân, home healthcare. Ngoài trừ một quận trong tiểu bang vẫn chưa được chuyển sang giai đoạn xanh, các quận còn lại đã được chuyển sang giai đoạn xanh khi các trường hợp mắc bệnh đã giảm. Các quận phía đông nam Pennsylvania bao gồm Buck, Chester, Delaware và Montgomery đã chuyển sang giai đoạn xanh vào thứ Sáu. Thống đốc Tom Wolf đã thông báo rằng quận Lebanon, nơi cuối cùng có màu vàng, dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn xanh, mở cửa trở lại vào ngày 3 tháng 7. Hơn 36.000 ca nhiễm mới đã được báo cáo bởi các cơ sở y tế tiểu bang vào ngày thứ Tư, theo The Washington Post, vượt qua kỷ lục một ngày trước đó là 34.203 được công bố vào ngày 25 tháng 4. Pennsylvania đã là một mô hình cho đất nước về cách mở lại hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp đề phòng và chuẩn bị cẩn thận. Tuy nhiên, virus vẫn không biến mất. Mỗi chúng ta có trách nhiệm tiếp tục bảo vệ chính mình, người thân và những người khác bằng cách đeo khẩu trang,
duy trì sự xa cách xã hội và rửa tay thường xuyên, Bộ trưởng Bộ Y tế Rachel Levi cho biết trong một bản tin mới. Đeo khẩu trang là bắt buộc ở các trung tâm thương mại của Pennsylvania. Thống đốc Tom Wolf đang nhắc nhở người Pennsylvania rằng đeo khẩu trang là bắt buộc khi đến thăm các doanh nghiệp. Tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để giảm sự lây lan của COVID-19, bảo vệ người dân và doanh nghiệp không bị tăng nhiễm nhiều quá, ông Wolf nói. Khẩu trang được yêu cầu mang trong các doanh nghiệp, trong toàn bộ thời gian đang vào một doanh nghiệp. Nó rất đơn giản và quan trọng để giữ an toàn và giữ cho số lượng ca nhiễm giảm xuống. Tuần này, các cơ quan chính phủ tiểu bang đã truyền đạt các yêu cầu về bắt buộc đeo khẩu trang cho các doanh nghiệp Pennsylvania. Mọi người đều phải đeo khẩu trang, trừ khi họ có lý do y tế hoặc dưới 2 tuổi. Điều đó bao gồm công nhân và khách hàng. Hãy nhớ rằng, khẩu trang của tôi bảo vệ bạn và khẩu trang của bạn bảo vệ tôi. Không khẩu trang, không áo, không giày, không dịch vụ. Nếu một nhân viên hoặc khách hàng cố gắng vào cơ sở thương mại của bạn mà không đeo khẩu trang, hãy yêu cầu họ rời đi và quay lại khi họ có khẩu trang. Hãy nhớ rằng, virus di chuyển trong khi chúng ta thở ra, nói chuyện hoặc cười, không chỉ khi chúng ta ho hoặc hắt hơi. Nếu đeo khẩu trang vải, hãy giặt và phơi khô nó giữa các lần sử dụng. Thanh Tâm đến từ Washington DC xin kính chào quý khán giả. Tin Washington DC, kỷ niệm lễ độc lập Jennifer tại nhà, thị trưởng DC nói về kế hoạch bắn pháo hoa của tàu Bạch Ốc. Tàu Bạch Ốc đang dự tính trình diễn pháo hoa vào ngày lễ độc lập tại National Mall vào ngày thứ Tư, nhưng thị trưởng DC đang yêu cầu người dân ăn mừng tại nhà khi đại dịch coronavirus vẫn còn tiếp tục. Tham gia một nhóm đông người vẫn là một hoạt động có rủi ro cao. Thị trưởng Bowser cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, bà kêu gọi người dân nên ở tại chỗ trong ngày lễ để ngăn chặn bất kỳ sự đột biến nào trong các trường hợp nhiễm virus mới. Lời khuyên của chúng tôi là người dân DC nên ăn mừng ngày lễ độc lập Jennifer tại nhà hoặc gần nhà của họ. Trong các cuộc tụ họp nhỏ, bà nói, DC vẫn đang còn nhiễm virus, giám đốc y tế và thị trưởng cho biết, chúng tôi đã làm giảm bớt nhưng chúng tôi vẫn chưa diệt được virus. Bà Bowser nói, các trường hợp nhiễm coronavirus mới ở DC, Maryland và Virginia kể từ khi bắt đầu đại dịch, DC đã có hơn 10.000 ca nhiễm bệnh, ít nhất 543 người chết vì bị nhiễm virus corona. Hạ viện bỏ phiếu chấp thuận để biến Washington DC thành một tiểu bang. Hạ viện đã phê chuẩn một dự luật để biến Washington DC trở thành tiểu bang thứ 51 vào ngày thứ Sáu vừa qua, 26 tháng 6. Đánh dấu lần đầu tiên một đề nghị của chính phủ DC được thông qua tại một trong hai viện của Quốc hội, mặc dù nó sẽ không được bỏ phiếu tại Thượng viện. Đạo luật đã thông qua 232/180. Chỉ có một phiếu của đảng Dân Chủ gia nhập đảng Cộng Hòa để bỏ phiếu chống lại nó. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố ông sẽ không đưa luật pháp lên sàn Thượng viện. Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự phản đối với tiểu bang Washington DC, phần lớn là do thành phố này có dân chủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng đã chỉ trích ý tưởng về tình trạng của DC và tòa Bạch Ốc đã đe dọa phủ quyết dự luật này. Cuộc bỏ phiếu về tình trạng của DC là cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Hạ viện về vấn đề này kể từ năm 1993. Tin Hoa Kỳ. Tòa án tối cao bác bỏ yêu cầu bỏ phiếu qua thư của đảng Dân Chủ. Tin từ Austin, Texas. Tòa án tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã bác bỏ yêu cầu của đảng Dân Chủ Texas cho phép tất cả 16 triệu cử tri đã đăng ký của tiểu bang bỏ phiếu qua thư trong đại dịch coronavirus. Việc từ chối không phải là kết thúc của cuộc chiến liên tục về bỏ phiếu qua thư ở Texas, nhưng vẫn là một mất mát đối với các đảng Dân Chủ đưa ra yêu cầu phán quyết khẩn cấp trong khi vụ kiện ban đầu được buộc lại lần thứ 5 của Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ. Việc bỏ phiếu qua thư ở Texas thường chỉ giới hạn cho những người ở tuổi 65 tuổi trở lên hoặc những người có bệnh hoặc thể chất không thể bỏ phiếu trực tiếp. Bỏ phiếu sớm ở Texas bắt đầu vào thứ Hai cho các cuộc bầu cử sơ bộ đã bị hoãn đến tháng 7 vì lo ngại coronavirus. Nhưng Texas hiện là một trong những điểm nóng coronavirus của toàn quốc khi các trường hợp được xác nhận đạt mức kỷ lục và Greg Abbott đưa ra các hạn chế.
Người sáng lập BET Robert Johnson chế giễu đám đông kéo xuống các bức tượng, gọi chúng là những kẻ vô chính phủ biên giới. Robert Louis Johnson là một doanh nhân người Mỹ, ông trùm tiền không, điều hành, nhà từ thiện và là nhà đầu tư. Ông là người đồng sáng lập BET được Viacom mua lại vào năm 2001. BET được viết tắt là Black Entertainment Television, là một kênh truyền hình trả tiền của Mỹ nhắm vào khán giả người Mỹ gốc Phi. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư với Fox News, Robert Johnson đã nói những người đang lật đổ liên minh và các bức tường khác trên toàn quốc là những kẻ vô chính phủ biên giới. Đây là việc thách thức quan niệm rằng người Mỹ da đen ủng hộ điều này. Ông nói, những người đập phá các bức tượng có suy nghĩ sai lầm khi cho rằng những người da đen đang ngồi xung quanh cổ vũ cho họ và nói, ôi chú ơi, hãy nhìn vào những người da trắng này, họ đang làm một việc rất quan trọng đối với chúng tôi. Họ đã dập sập bức tượng của một đại tướng nội chiến đã chiến đấu cho miền Nam. Ông Johnson đã nói, bạn biết đấy, theo tôi, người da đen cười với những người da trắng làm điều này giống như cách chúng ta cười với những người da trắng nói khi chúng ta phải rời khỏi các chương trình TV. Johnson là người tỷ phú da đen đầu tiên trên nước Mỹ từ năm 2001 và đã hỗ trợ 14.000 tỷ Mỹ Kim để đền bù cho những con cháu của chế độ nô lệ. Nhưng ông nói rằng, phong trào gỡ bỏ các bức tượng, hủy bỏ các chương trình truyền hình sẽ không làm gì để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo vẫn có từ thời nô lệ. Việc này giống như việc sắp xếp lại các ghế trên tàu phân biệt chủng tộc Titanic. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết, ông Johnson nói. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi các bản tin của các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Chúc quý vị một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút subscribe cũng như chia sẻ các thông tin đến cho mọi người. Sức khỏe là vàng. Thay đổi nguồn nước, thay đổi cuộc sống. Một thiết bị y khoa Nhật Bản.